Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Trung Chính Audio. Và nếu các bạn đang quan tâm tới các mẫu loa cột thì đừng bỏ qua thiết bị loa cột của Bose LA1-UW36D1, một mẫu loa cột đang được ưa chuộng nhất trong giá tầm trung hiện nay. Và sau đây là đặc điểm và thông số kỹ thuật. Loa cột LA1-UW36D1 là một sản phẩm đến từ Đức của thương hiệu Bose, thích hợp dùng trong các trung tâm hội nghị, phòng họp, hội trường, được sản xuất và nhập khẩu từ Malaysia. Loa cột được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, vẻ ngoài chắc chắn, bền bỉ với lớp vỏ MDF màu đen và được phủ lớp nhựa vinyl giúp người dùng dễ lau chùi, vệ sinh. Mặt trước của loa ABS được phủ lớp vải mềm mịn với màu sắc tương đồng với loa. Loa cột Bose LA1-UW36D1 với công suất mạnh mẽ hơn hẳn so với các dòng loa khác cùng phân khúc, với công suất định mức cao nhất là 36W, giải tần số từ 160Hz đến 13.5kHz và góc mở rộng 180 độ đến 88 độ theo chiều ngang, từ 30 độ đến 8 độ theo chiều dọc. Thiết bị có khả năng hoạt động trong khoảng 100 giờ tại công suất định mức và tuân theo các tiêu chuẩn khả năng xử lý công suất. Bose LA1-UW36D1 có thể chịu được gấp 2 lần công suất định mức trong thời gian ngắn. Với những gì được trang bị, sản phẩm đảm bảo về tuổi thọ, giảm thiểu khả năng hư hỏng hoặc các tác nhân giảm hiệu suất loa. Loa được TCA phân phối, được bảo hành chính hãng với thời gian là 12 tháng. Loa cột Bose LA1-UW36D1 là một giải pháp đáp ứng tốt các nhu cầu mà người dùng cần trong các không gian như phòng hội trường, nhà thờ, trường học, v.v. Trung Chính Audio xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này. Nhớ đừng quên like và share cho clip nhé. Và nếu các bạn đã quan tâm tới thiết bị loa cột LA1-UW36D1 thì xin liên hệ tới các số hotline nằm trên màn hình. Xin cảm ơn. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.